Lâu lắm hôm nay em mới đưa về được mấy bộ dàn đại long thớt. Thực ra đợt thời gian vừa rồi thì gần như là không làm nữa, bởi vì thứ nhất là dàn em hay chọn, dàn em hay rất là lấy chọn, cho nên là nó mà xấu thì em không đưa về. Thật ra phải đến 2-3 tháng vừa rồi không về được bộ nào. Hôm nay về được mấy bộ rất là đẹp phục vụ các bác. Thực ra cũng nhu cầu rất là lớn các bác chơi những cái dàn long thớt đại kiểu này. Hôm nay giới thiệu các bác mấy bộ, tí nữa em sẽ quay từng bộ một. Trước tiên là bộ dàn đại long thớt của Victor. Victor hay còn gọi là JVC, điện 100V. Các bác lưu ý Victor với JVC là một nhé. Victor thì tên Victor thì nó dùng cho nội địa của Nhật. Còn khi mà người ta để tên JVC thường nó sẽ xuất sang thị trường các nước. Thì JVC thường nó sẽ có điện 220. Đấy, nếu anh em nào mà dùng TV ngày xưa thì sẽ biết rồi. Đấy, Victor hình các bác đang nhìn nó là dàn đại long thớt sử dụng bát 27 màng carbon. Đấy, dàn đại long thớt. Con này thì nó có các thớt tape, equalizer, âm ly, tuner và CD chạy cáp quang. Equalizer rời. Quắc equalizer rất là rộng và bộ này tiếng rất là hay, rất là đẹp. Với những cái bộ dàn này thì nó có một cái đặc điểm là gân nó là gân vàng, cho nên là anh em hoàn toàn không phải thay gân. Gân này nó rất là bền, tất cả mọi cái hỏng như gân chắc chắn nó chưa hỏng được, gân vải nó rất là bền. Con này nó có cái DS bass, nó là một cái gần như là cái lao lớt nhưng mà nó kích là kích phần bass thôi chứ không kích tép. Đấy, tép thì tép và trung bát anh em sẽ chỉnh ở equalizer. DBS này là để tăng bát lên. Đây là cổng quang, thì khi cắm vào nó sẽ lên tần số của quang. Đấy. Đấy. Tất cả những cái bộ dàn bái mà long thớt kiểu này thì nó rất là hợp lý, toàn dưới 10 triệu hết. Cho nên là anh em mà lười phối ghép thì chơi dàn nó cũng có cái hay của nó. Và đặc biệt là nó rất là đẹp. Các cái thớt buổi tối các bác bật lên đèn đóm rất là đẹp. Những bộ dàn như này thì nó rất là đẹp, bởi vì những cái dòng dàn này nó rộ lên thập niên 90. Cho nên là về hình thức còn rất là đẹp, bày rất là đẹp. Các bác có thể cắm các cái thiết bị ngoại vi vào, ví dụ như TV, điện thoại, máy tính để kết nối. Trường hợp các bác mà muốn sử dụng USB thì các bác có thể mua những cái phát USB hoặc là cái phát Bluetooth, các bác cắm vào đường AV của cái này để dùng. Còn đừng các bác hỏi những cái dòng dàn này, đương nhiên là thời đấy nó chưa có USB Bluetooth đâu. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi đăng ký kênh YouTube của Thắng Audio. Em nhắc lại là bộ dàn đại Victor G7 đã có mặt ở Thắng Audio. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.